Con muốn ngắm tuyết rơi từ lâu. Dường như cái ước mơ được ngắm tuyết rơi ở xứ sở nhiệt đới này là điều khó có thể xảy ra. Nó nhanh chóng bị rơi vào quên lãng và bị lớp bụi bặm thời gian phủ kín. Cho đến hôm nay, ước mơ nhỏ nhoi ấy đã được tiếp thêm sức sống. Bỗng trỗi dậy khi cô nghe dự báo thời tiết nói rằng tuần tới sẽ có tuyết rơi trên đỉnh Phan Xipang. Cô rục rịch chuẩn bị chuyến du lịch Sapa một mình. Sapa mùa đông tuyết rơi trắng xóa, vạn vật ngập tràn trong sắc trắng tinh khôi. Nhiệt độ trên đỉnh Phan Xipang lúc này là dưới 0°C. Băng tuyết phủ trắng cả đỉnh núi khiến nóc nhà Đông Dương có phong cảnh đẹp từ châu Âu. Mặc cho tuyết rơi ngày càng dày và gió hun hút lạnh, mọi người túa ra ngoài là hét ầm ĩ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi tuyết mùa đông và chụp choẹt ảnh tự sướng đăng lên mạng xã hội để lấy le với bạn bè. Ngồi trong quán nhỏ đơn sơ, ngắm từng bông tuyết trắng li ti rơi xuống, cô nhâm nhi tách rượu táo mèo ngọt nhẹ, cay nồng, thứ nước thơm màu nâu sậm, sóng sánh của đồng bào dân tộc Mông như có phép màu, khiến cho từ đầu lưỡi đến cuống họng một cảm giác sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Rượu khiến cô có tinh thần tỉnh táo để lấy cảm hứng bắt đầu cuốn tiểu thuyết mới. Cuốn tiểu thuyết ngôn tình của ấp ủ từ thời sinh viên, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Trực giác mách bảo cô sẽ gặp rất nhiều sự kiện trọng đại lần thực tế này. Dẫu sao, viết từ nguồn cảm hứng dồi dào từ cuộc sống sẽ tạo tính chân thực cho cuốn sách hơn là ngồi lì trong nhà mà tưởng tượng. Bỗng đầu, một bàn tay to lớn nâng ly rượu của cô uống cạn, đồng thời giật phát tai nghe và cuốn sách trên tay cô. Vừa soi mói vừa ngắm nghía, hắn nhào báng cô bằng một giọng kẽo cợt oan oan. Năm 2024 đến nơi rồi mà cô vẫn còn nghe Cô bé mùa đông và đọc I Love You của Cecilia Ahern à? Sao không nghe Đen Vâu và đọc sách của Higashio Keigo nhỉ? Cô định thần lại để nhận diện hắn. Một khuôn mặt phong trần đeo kính mát với râu quai nón xanh rì, cổ đeo máy ảnh, vai mang ba lô. Thân hình hắn cao lớn như tay, mũ lưỡi trai đội ngược trên mái tóc xoăn nhuộm hoe vàng. Nếu hắn không nói thì mọi người sẽ nhầm tưởng hắn với tay ba lô. Anh là ai mà vô duyên vô cớ tự nhiên uống nước, giật sách và tai nghe của tôi? Anh có biết làm như vậy là xâm phạm đời sống cá nhân của người khác không? Việc tôi nghe gì, đọc gì là quyền của tôi, mắc mớ gì đến anh? Cô sổ một tràng dài đầy phẫn nộ và bất mãn. Hắn tháo kính mát đeo vào cổ, bỗng đầu trên tay hắn rơi xuống chân một tờ giấy ố vàng gấp làm tư. Cô định cúi xuống nhặt, nhưng nhanh như cắt, nó đã ở trên tay của hắn. Hắn nhíu mày đọc nội dung viết trong tờ giấy, và một thoáng đôi mắt trở nên u uẩn, nhìn vào cõi xa xăm. Quỳnh Trang thương yêu, anh cứ day dứt một điều mà chưa tâm sự được với em, rằng anh rất thương và yêu em. Anh tự cảm giác rằng đọc xong những dòng này, em sẽ khóc rất lâu và buồn rất sâu. Nhưng điều cuối cùng trước khi giả từ cõi đời này, anh mong em sẽ thực hiện phần của anh. Em hãy yêu đi và trở thành chính mình em nhé. Mãi yêu em, Hải Phong. Rất nhanh, hắn kẹp lại tờ giấy nhẹ nhoẹt dấu vết của nước mắt ấy, trở lại cuốn sách và trả lại cho cổ chủ. Một nỗi thương cảm mơ hồ ẩn chứa trong đôi mắt của hắn, rồi bỗng vui vẻ trở lại, hắn hồ hởi. Không nhận ra tớ à cô bạn nhỏ, Hiếu Minh chuyên văn 12A10 đây. Hắn vênh mặt lên, nhè răng ra cười. Hiếu Minh ư, cái cậu nhóc nghịch ngợm nhất chuyên văn hồi đó hay sao? Lực học bao giờ cũng đứng thứ nhất từ dưới lên. Kỳ học phụ huynh nào, cậu cũng được cô chủ nhiệm xướng danh vì là học sinh cá biệt của lớp. Hồi đó cô được xếp ngồi cùng bàn cạnh hắn, nên chẳng hiểu thân thiết với nhau từ bao giờ. Tuy nghịch ngợm và học kém, nhưng hắn vẽ rất là đẹp. Đó là phát hiện đáng kinh ngạc của cô về hắn trong các lần làm báo tường của lớp. Hiếu Minh thông minh theo một cách đặc biệt. Đã lâu lắm rồi cô mất liên lạc với hắn. Cậu thay đổi nhiều quá tớ chẳng nhận ra. Mà sao cậu lại phát hiện ra tớ nhỉ? Cậu siêu thật đấy. Đó là thói quen mà, thói quen luôn dõi theo cậu từ phía xa. Từ hồi Giáng sinh năm lớp 12, tớ đã 2 lần tỏ tình với cậu mà thất bại. Thực sự tim tớ đau lắm, đến bây giờ vẫn còn đau. Tay hắn đặt nơi trái tim. Tớ bây giờ vẫn độc thân vui tính đây. Hắn nở nụ cười buồn. Giáng sinh năm ấy có một chàng trai tặng một cô gái một bức chân dung tự vẽ trên sân trường cùng với lời tỏ tình tớ thích cậu. Nhưng cô gái không trả lời, vì trái tim cô đã lỡ trao cho người con trai khác mất rồi. Người đã tặng cho cô cuốn sách PS I Love You này đây. cô kém anh 3 tuổi. Từ nhỏ đến lớn họ học chung trường. Lên cấp 3, cô học chuyên văn, còn anh học chuyên toán. Cô học khá môn văn, còn toán thì kém hơn. Điểm cao nhất cũng chỉ là 7, còn anh là cây toán của trường. Nhà hai đứa sát nhau, cách nhau một hàng rào dâm bụt, quanh năm nở sắc đỏ rực, tựa như những chiếc lồng đèn nhỏ. Thuở nhỏ anh và cô vẫn tha thẩn chơi trò chơi đồ hàng dưới rặng cây hoa đỏ tươi này. Vậy mà chớp mắt, cả hai đã bước vào tuổi thanh niên. Thỉnh thoảng cô và anh trao đổi những câu chuyện không đầu không cuối qua hàng rào dâm bụt. Đôi mắt đen tuyền của cô nhìn anh đầy thương mến, rồi cô hay mang sách toán sang hỏi bài anh. Anh hiền lắm, chỉ cười rồi tận tình chỉ bảo cho cô. Những lúc rảnh rỗi vụ đạo toán, cô hỏi anh bâng quơ: hạnh phúc là gì hả anh? Hạnh phúc là được trở thành người như mình mong muốn. Em thích sau này làm gì? Em thì thấy hạnh phúc là yêu và được yêu. Em thích trở thành nhà văn. Thế thì em cần đọc nhiều, đi nhiều để có hiểu biết rộng, sau này mới có vốn sống để viết. Không biết từ khi nào cô cảm mến anh. Mỗi lần nhớ đến những buổi phụ đạo toán và nụ cười của anh, cô lại cảm thấy rất vui. Những rung động đầu đời như mầm cây tách vỏ, rạo rực đâm lên trời non xanh mơn mởn, vươn dậy với sức sống mạnh mẽ trong cô. Những tình cảm mới lạ, đặc biệt dành cho anh, cô giấu nhẹm nơi trong trái tim, cô giấu nhẹm nơi góc trái tim, và mơ mộng một ngày không xa anh sẽ đáp lại. Cô cứ ước ao những tiết học anh phụ đạo toán dài thêm, để cô được gần anh, được nghe những bài giảng nhẹ nhàng, tận tâm của anh như một người thầy thực thụ. Cho dù môn toán luôn khiến cô đau đầu, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, cô lại cố gắng ghi nhớ hàng trăm công thức hóc búa và lại phấn đấu đạt loại giỏi môn này. Và thật kinh ngạc, sau một thời gian không ngừng học tập, điểm cao nhất môn toán của cô đã nhích lên con số 9. Anh vui mừng lắm khi biết kết quả học tập của cô tiến triển, còn cô cứ âm thầm giữ riêng trong tim mối tình thầm kín. Cho đến khi cô học lớp 12, còn anh đã là sinh viên trường sư phạm, thì cô và anh vẫn chỉ là hàng xóm thân thiết. Anh về trường thực tập, dạy lớp cô môn toán và trở thành thầy giáo thực thụ. Hôm đó trời mưa phùn lất phất, cô quên đem theo ô. Đang lờ ngơ đứng trước cửa lớp, cô thấy có người gọi tên mình: Quỳnh Trang, lên đây anh trở về. Anh đạp xe đến tầng cửa lớp đưa cô chiếc áo mưa. Mặc vào đi kiểu ốm đấy, khỏi cần lo cho anh. Ngồi sau xe anh, nhìn làn mưa rơi, lòng cô như ấm lại. Cô bắt đầu cất lên bài hát Cô bé mùa đông. Anh cũng phụ hòa hát theo. Cô không ngờ anh lại hát hay đến thế. Giọng trầm mượt đong đầy tình cảm. Cô bỗng bật cười khúc khích và tưởng tượng rằng cả hai giống như Thủy Tiên và Đăng Khôi. Và rồi không kìm nén được cảm xúc, bài hát kết thúc, cô thổ lộ: có một người con gái đã thầm thích một người con trai từ lâu. Không biết người con trai ấy có thích người con gái ấy hay không. Im lặng một hồi, anh lóng ngóng đến mức lạc cả tay lái. Giọng điệu mượt như nhung và một chút bối rối, nhưng cô không ngờ câu trả lời của anh lại là: khi nào cô gái ấy đỗ đại học, chàng trai sẽ trả lời. Trong suốt đoạn đường về nhà sau đó, cả hai đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Cô cảm thấy nôn nao trước câu trả lời của anh. Vậy là cô phải phấn đấu, nỗ lực hết mình thì mới có thể có được tình yêu của anh. Nếu không đỗ đại học thì sao nhỉ? Ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu đã bị những suy nghĩ tích cực hơn lấn át. Không, cô nhất định sẽ chiến đấu và chiến thắng. Rồi cô nở nụ cười đầy đắc thắng. Còn anh thì sao? Anh quá bất ngờ trước lời tỏ tình của cô học trò nhỏ. Nếu không đưa ra lời hứa hẹn kia, chắc cô nhóc sẽ rất buồn nếu anh từ chối. Quả thật anh rất quý mến cô nhóc. Như một người em gái, anh thấy khá thú vị khi biết được cô nhóc thích mình. Anh chỉ lo nếu anh nhận lời tỏ tình kia, cô nhóc mãi yêu mà trễ nải việc học tập thì nguy. Hôm sinh nhật anh, cô lên mạng tra cách làm bánh. Lần đầu tiên trong đời cô vào bếp loay hoay với trứng, sữa, bột mì, khiến cả nhà được một phen kinh ngạc. Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với đống nguyên liệu, chiếc bánh cũng ra lò. Tuy không được đẹp mắt cho lắm, nhưng chất lượng thì không thua bánh ngoài tiệm. Cô hét lên sung sướng vì thành quả của mình. Cô nắn nót và nắn nót viết lên trên nền chiếc bánh chữ I love you với tất cả tình cảm chân thành nhất của mình. Sinh nhật hôm đó, cô thấy anh vui hơn bình thường rất là nhiều. Không hiểu có phải là vì chiếc bánh hay không, nhưng điều đó khiến lòng cô xốn xang kỳ lạ. Những ngày ôn thi cuối cấp cũng đến, cô ít sang nhà anh hơn. Đêm nào cũng thức thật khuya và quyết đổ vào trường báo chí. Ngày thông báo điểm khiến cô đứng ngồi không yên, và thật tuyệt vời khi cô đạt điểm khá là cao, vượt điểm sàn đổ đại học. Một hôm cô nhận được món quà từ tay anh. Mở ra là cuốn sách P.S. I Love You của Cecilia Ahern. Đó là câu trả lời của anh về lời tỏ tình dạo trước. Trái tim cô như reo vui vì anh đã đáp trả tình cảm của cô. Anh đã nhận ra tấm chân tình đó từ lâu và viết ở đầu cuốn sách dòng chữ mảnh, ngay ngắn. Và anh cũng yêu em. Kể từ đó họ kết nối với nhau qua những lá thư tay. Tình yêu của họ dành cho nhau như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Niềm hạnh phúc vì yêu và được yêu trở thành động lực để họ đón những ngày dài đang chờ mình phía trước. Thế nhưng căn bệnh quái ác đã cướp đi tình yêu của cô. Giấc mơ hạnh phúc trong cô vỡ vụn, cõi lòng cô tan nát. Lúc đó cô 20, đang học trên giảng đường, cô nhận được tin dữ về anh từ mẹ của cô. Hải Phong ra đi rồi con ạ. Khổ thân quá, nó ung thư phổi giai đoạn cuối. Nó âm thầm chữa trị mà không ai biết. Đám tang Hải Phong, cô như người mất hồn, nhận lá thư vội vàng anh dành cho mình mà cô không muốn tin đó là sự thật. Cô đã yêu anh đậm sâu như thế, tưởng như mãi mãi có được anh, vậy mà anh nhanh chóng rời bỏ cô, bất ngờ như thế. Cô như người mất trí, tâm hồn lạc trên mây trên gió. Cô trầm nghĩ, giả như mình có thể chết thay Hải Phong, cô cũng tâm can tình nguyện. Kể từ đó cánh cửa trái tim của cô khép chặt, tưởng như không chàng trai nào có thể khiến nó mở cửa, đón nhận tình yêu thêm lần nữa. Tình đầu là những ký ức thật tươi đẹp. Đó là những tình cảm đầu đời tuy non nớt, nhưng khiến mỗi người không khỏi bồi hồi xao xuyến khi nhớ lại. Đó là những tình cảm rung động chân thành nhất, trong sáng nhất, từ cơn gió lạ ùa về trong ký ức, nhắc nhở về một thời tuổi trẻ tuy bồng bột, nông nổi, nhưng khắc dấu kỷ niệm khó phai mờ trong trái tim mỗi người. Cuối năm lớp 12, trong cuốn lưu bút kỷ niệm cuối cấp, hắn lấy hết can đảm vẽ chữ I love you trong một hình trái tim nhưng thật tàn nhẫn. Cô đã dập xóa hình vẽ đó đi. Cô không ngờ hành động đó đã vô tình làm tổn thương trái tim của một người con trai lâu đến như vậy. Cô tự trách mình trẻ con, vô tâm, vậy mà cô không cảm nhận thấy tấm chân tình ấy, để đến ngày hôm nay mới bàng hoàng chợt nhận ra. Cô cảm thấy mình như đứa trẻ mắc lỗi trước hắn, lấy hết dũng khí cô bày tỏ. Cho mình xin lỗi nhé, Hiếu Minh. Hắn bỗng bật cười ha ha, nói rằng chẳng ai có lỗi ở đây cả, chỉ là đặt tình yêu nhầm người mà thôi. Tình yêu thực sự như trò cút bắt trốn tìm, yêu rất nhiều đấy mà chẳng đúng người. Thành ra tất cả đều trở về trạng thái bắt đầu, cô đơn. Và sự thật đến giờ phút này đây, đã có hai kẻ bơ vơ lạc lối trong tình trường. Bất chợt hắn tháo ba lô cùng máy ảnh để trên mặt bàn và ngồi xuống ghế đối diện cô. Một sức mạnh vô hình khiến bàn tay cô để im trong đôi tay hắn. Cô cảm nhận thấy rõ hơi ấm lan tỏa từ đó, mặc dù trời rất là lạnh. Hơi ấm truyền qua cánh tay chạy ngược về phía con tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực. Con tim nhạy cảm của cô vừa rung động nhẹ nhàng, vừa như có những đợt sóng tràn về mơn trớn. Cô tự hỏi mình sao lại có thể rung cảm nhanh đến như thế? Phải chăng vì đã lâu lắm rồi cô chưa từng bên ai? Hay có phải hắn quá hấp dẫn, khiến trái tim bất kỳ cô gái nào cũng bị đánh gục? Rất nhiều câu hỏi lần lượt xen ngang óc cô mà không có câu trả lời nào thấu đáo. Cô nghe lời hắn nói thì thầm: yêu một người đã khó, vì một người càng khó hơn. Hãy để cho những ký ức không vui ngủ yên đi, Quỳnh Trang ạ. Quả là không gì qua nổi con mắt của cánh nhà báo, mà đặc biệt là báo ảnh. Hắn hồ hởi mở máy ảnh khoe cho cô những bức hình đẹp lung linh trong những ngày trước khi có tuyết rơi. Đó là những đồi chè xanh ngát từ những mâm xôi khổng lồ, điểm xuyết xung quanh là sắc hồng quyến rũ của những rặng mai anh đào đua nở đẹp tựa như tiên cảnh qua làn mây trắng lững lờ như sương khói. Cô căng mắt nhìn những bức hình mà miệng không khỏi buông những lời xuýt xoa. Cô ước được đặt chân đến đó để ngắm những khung cảnh mây trời, non nước. Thấy cô có vẻ thích thú, hắn vui vẻ giới thiệu những bức hình với đôi mắt sáng ngời. Hắn hào hứng kể về cánh săn ảnh ở đồi chè Ô Long thức dậy từ 5 giờ sáng chiều lành để có những bức hình ưng ý ra sao. Như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, hắn hẹn cô ngày cả hai cùng nhau lên đỉnh đèo săn mây. Họ gặp lại nhau trong một ngày cuối đông, khi mai anh đào tô sắc hồng trên cành, đỉnh Phan Xi Băng tuyết trắng long lanh dưới ánh mặt trời. Dòng sông bờ cỏ như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Không gian thu vào tầm mắt bỗng trở nên đẹp đẽ, lung linh và kỳ vĩ. Phong cảnh non xanh nước biếc trên đèo Ô Quy Hồ quả thật đẹp đến mê hồn. Cảnh hoang sơ chơi vơi của núi rừng hút vào tầm mắt. Từ xa nhìn xuống, những dãy núi non trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau. Vắt ngang sườn núi là những con đường uốn lượn tựa như sợi chỉ. Trên bầu trời, những áng mây trắng màu bạc lững lờ trôi như lọc ánh mặt trời rọi xuống rừng núi, vỡ òa trên những vách đá. Chúng rực rỡ, lấp lánh như bức tranh khảm trai muôn màu, nghiền sắc tuyệt mỹ. Cô khum tay lại hét vang, một cảm giác thoải mái, sảng khoái tuyệt vời lan khắp cơ thể. Hắn nói đúng, ảnh chụp không lột tả được cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc bằng ngắm cảnh thu vào đáy mắt, tự như được thưởng thức một món ăn ngon. Cô nhìn hắn mà khuôn mặt rạng người, bỗng cô trượt chân, suýt chút nữa thì lộn nhào, may mà hắn nhanh tay đỡ kịp. Bất giác, hắn nâng cầm cô lên và nhìn sâu vào đôi mắt hão huyền. Mặt hắn kề gần sát vào mặt của cô, khiến cô cảm nhận thấy cả nhịp thở dồn dập của hắn. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn trên gò má. Hắn để lại trên môi cô dư vị ngọt ngào của đôi môi mềm, ấm áp và có vị mặn. Hương bạc hà loan tỏa cùng với mùi nước hoa thoang thoảng phát ra từ hắn, tạo ra cảm giác dễ chịu, cuốn hút vô cùng. Đoạn hắn bế bỏng cô lên khung, theo đạo chân cô gập cong lại, hắn xoay một vòng, một cảm giác rất là du mốt để cô nhẹ nhàng tiếp đất. Hắn quay mặt đi, tủm tỉm cười có chút hạnh phúc, ngượng ngùng, mặt đỏ lựng như gấc chín. Lần này cũng vậy, như đọc được những ý nghĩ trong đầu cô. Người mà Hiếu Minh yêu và không quên được chính là Quỳnh Trang đó. I love you. Những dòng cảm xúc cuộn trào tựa thác đổ. Cô nghe nhịp tim của mình đập thình thịch trong lòng ngực. Đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ và lãng mạn trên đèo Ô Quy Hồ, cô cảm giác như đang bay lên cùng với đôi cánh nhẹ. Tâm hồn cô treo lơ lửng trên không trung, khuôn mặt cô bỗng dịu dần lại, gò má ửng hồng với nụ cười mơ hồ. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy, và cảm ơn vì tất cả. Đến hẹn lại lên, chợ tình Sa Pa tại quảng trường nhà thờ đá, đọc chưa chảy hội. Những dòng người nô nức đổ về đây như những dòng sông nhiều màu sắc. Những hoạt động như kéo co, thổi kèn, hát giao duyên vô cùng thú vị, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những chàng trai, cô gái mang lên mình bộ trang phục thổ cẩm dân tộc sặc sỡ với sắc đỏ và đen chủ đạo. Khắp nơi âm vang rộn ràng của kèn, sáo, trống hòa nhịp cùng tiếng hát trong trẻo như tiếng suối của các sơn nữ. Tất cả tạo thành vũ khúc tuyệt vời của núi rừng. Những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp mang trên mình trang phục sặc sỡ, diêm dúa tựa đóa hoa rừng. Họ trao cho người con trai mình thương chiếc vòng thổ cẩm xanh đỏ. Hắn kéo cô vào nhảy múa cùng những nam thanh nữ tú ấy. Lúc đầu cô còn ngại ngùng, nhưng sự nhiệt tình của hắn như lan sang cô. Cuối cùng cô cũng đung đưa cơ thể theo nhịp điệu tưng bừng của những người con miền sơn cước. Họ còn cùng nhau thưởng thức món ăn đặc sản nổi tiếng của vùng cao là thắng cố, đang nghi ngút khói, cùng những ly rượu ngô lúc mới uống ngụm đầu tiên thì hơi nồng, nhưng càng uống nhiều lại càng thấy thanh. Hắn say sưa kể cô nghe những câu chuyện thú vị và hấp dẫn xung quanh những món ăn độc đáo này, khiến cô vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Cô còn đặc biệt chú ý những món đồ xinh xắn làm bằng thổ cẩm được bày bán ở đây. Hắn lồng ngay một chiếc vòng thổ cẩm đeo vào bàn tay búp măng nhỏ nhắn, mềm mại của cô. Bỏ lại sau lưng tiếng khen dịu dàng, họ trở về tay trong tay không rời. Năm nay cô không đón Giáng sinh một mình. Rừng rực trong lò, ngọn lửa liếm dần bánh giấy cùng với tất cả thư từ của anh. Vĩnh biệt nhé, tình yêu của tôi. Đó cũng là thời điểm tuyết trên đỉnh Phan Xi Băng đang tan, và cô biết mình sẽ bắt đầu cuốn tiểu thuyết ấy bằng khởi đầu mới cùng vô vàn cảm xúc mãnh liệt. Với chương đầu tiên, tuyết trên đỉnh Phan Xi Băng, ngoài kia nàng Xuân đang gõ cửa. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Gặp lại em và mùa tuyết rơi của tác giả Nguyễn Minh. Bạn có suy nghĩ sao về câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Và nếu yêu thích chương trình, hãy bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để đón nghe những blog radio mới nhất. Nếu yêu thích blog radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vneplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.